Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Chuyện hai con cá sấu. Chuyện rằng ngày nọ, có một con cá sấu già đang ung dung thả mình trôi theo dòng nước. Bỗng một con cá sấu trẻ hơn bơi lại gần. Nè, tôi nghe nói bác chính là tay thợ săn khét tiếng nhất trong vùng. Vậy bác có thể chỉ cho tôi cách săn mồi được không? Tôi nói gì sai à? Sao bác chẳng đáp lời thế? Nhóc con, đi chỗ khác chơi đi, để ta còn chợp mắt. Ông khinh tôi đó à? Được lắm, tôi sẽ cho ông biết mặt. Nè, bác mau dậy mà coi, hai con cá trê chắc nịch mà tôi bắt được đây nè. Thế bác đã bắt được gì rồi? Ồ, không có gì hả? Tưởng gì, hóa ra bác cũng đâu có phải là tay săn mồi khét tiếng cho lắm hả? Một lão già như ông ta thì còn làm ăn được gì nữa kia chứ? Tốt nhất là mình phải chứng tỏ lão ta đã hết thời, ngôi vị thợ săn phải nhường lại cho mình mới phải. Giờ thì đã biết ai mới là tay thợ săn thực thụ rồi nha, lão già kia. Ông làm ơn chỉ cho tôi biết, ông làm cách nào mà được như thế? Ta không làm gì cả. Dường như tất cả chúng ta đều bị ám ảnh với việc phải lao động cật lực, luôn tay luôn chân mới có thể chạm đến thành công. Thế nhưng, bận rộn và thành công lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta biết ưu tiên cho việc không làm gì cả, thi thoảng bước ra ngoài guồng quay bận rộn mỗi ngày, chúng ta hoàn toàn có thể bắt được nhiều con linh dương to lớn hơn chỉ vài con cá trê như trong câu chuyện trên.